Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi sáng của ngày 10 tháng 6 năm 2024. Trước tiên, chúng ta đến với nước Nga. Như chúng ta biết là sau khi phát biểu của ông Putin về vấn đề sẽ gửi vũ khí cho các nước chống lại khối NATO để mà đáp trả lại cái việc Mỹ và NATO đang cung cấp vũ khí cho Ukraine chống Nga, thì không phải là lời nói suông, ông Putin đã chính thức quyết định là cái hạm đội phương Bắc. Tôi thấy là có một số cái tàu bắt đầu đã đi qua cái khu vực của Mỹ. Thì đây chúng ta nhìn đây là cái biên giới của Na Uy với Nga, là có chuyện này đây, chuyện này. Thế còn từ cái chỗ này mà đi xuống dưới này thì chúng ta thấy đây là Phần Lan, đây bên này là Nga. Thế thì chúng ta thấy là cái chỗ này cũng là Nga hết rồi. Đấy. Còn đây là ba biển Baltic, đấy Belarus thì coi như cứ cho là Nga, đồng minh của Nga. Còn đây là Ukraine. Hiện nay là cái tóm lại là cái biên giới của Nga là như vậy. Thế tất cả bên này là Nga hết. Chỉ có Ukraine là đang có những cái số cái vấn đề để mà giải quyết là xong cái đã. Còn bên Nga chính xác là nó ở trong này đây, đây là phía bên này đây, chứ còn đây là Belarus. Đây châu Âu hết. Thì cái bán đảo Scandinavia này thì nó có Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch. Thì hiện nay là cái biên giới mà với Phần Lan với Nga là dài nhất, là 1.300 km, thì hiện nay người ta đang đào công sự hai bên. Na Uy thì ít thôi, nhưng mà nó liên quan cái khu vực phía Bắc này. Phía Bắc Bắc Cực này. Trên này là Bắc Cực. Còn đây ông Iceland này thì ông này ông nghèo thôi, nhưng ông khoảng triệu dân, nhưng mà ông cũng là NATO. Tất cả là NATO hết, chỉ có một vài ông là không thôi. Nhưng Iceland này là không NATO này. Còn Ireland thì là không NATO, và Bắc Ireland thì là thuộc Vương quốc Anh, từ đội Vương quốc Anh và Bắc Ireland thì nó là NATO. Iceland NATO và Ireland thì là không NATO. Thế thì sau khi mà ông Putin nói rồi thì chúng ta biết là trong này nó có một cái, ở đây nó có một cái gọi là thành phố Murmansk, tức là nó coi như cứ cho là một thành phố lớn nhất của cực Bắc. Cực Bắc này nó chưa hẳn đâu, nhưng mà nó cứ cho là phía tây bắc của nước Nga. Thì Murmansk là một trong những thành phố anh hùng trong cái thời kỳ mà vệ quốc vĩ đại thế chiến thứ hai. Còn phía trong này chúng ta thấy nó có một cái, nó gọi là Severomorsk, tức là cái thành phố mà nó đại bản doanh của gọi là hạm đội phương Bắc ấy. Nó là ở đây, thì nó bắt đầu nó có một cái tàu, mấy cái tàu đi qua, đi ra, đi lên biển này, đây xuống biển Bắc Hải, là đi xuống vùng biển của Mỹ. Đấy, chúng ta thấy là Mỹ đây. Đấy. Sát Mỹ thì không biết là có anh nào đứng lại đây thì không biết. Đấy. Thì là bắt đầu là tiếp tục đi. Đây là biển quốc tế mà các bạn. Đây Baltic là bé tí tẹo, đây ai đi cũng được hết, chỗ hữu hồ đây to đùng này. Thì anh xuống Cuba. Thì anh nào đậu lại đây thì không biết. Đấy. Còn nếu mà các cái anh nào mà đậu ở đây thì là tàu ngầm hạt nhân. Còn anh tàu này thì nó gọi là anh tàu Đô Đốc Warscope, thì nó đậu xuống, nó sẽ xuống dưới chỗ Cuba. Mấy tàu xuống Cuba hiện nay là có 4 tàu tất cả, thì có khả năng 3 tàu Cuba và một anh tàu ngầm, thì cái lặn gần cái anh Washington với New York ở đây, Baltimore này, tất cả mọi Boston nôm na vậy. Thế là anh tàu Đô Đốc, thì hiện nay anh mấy cái anh tàu này thì anh mang là tên lửa siêu thanh Zircon. Chúng ta biết Zircon rồi, cái gì nữa, nghe cái tên là thấy khiếp rồi. Và Calip, tên lửa Calip, tức là cứ ngoài mà vọt vào vài nghìn cây số là cứ vọt vào. Thì hiện nay ông nói là thì có này để mà răn đe. Nếu mà ông cứ tiếp tục, ông cứ bơm vào cái bọn Ukraine, thì chúng tôi cũng bơm vào Cuba, hoặc là các nước khác, Venezuela, Nicaragua, thậm chí là Bolivia nữa, phía dưới Bolivia thì Nam Mỹ các bạn nhé. Đấy. Thế thì chúng ta thấy đi một đoạn đường dài thế này, và họ đã đi và nghe nói đã đến hay là sắp đến, tức là bây giờ cái thông tin này chúng ta cũng chả biết được, nói là đã đến đâu rồi, họ thậm chí ông ở ngay chỗ Canada, ông chỗ này đây Canada này, các bạn nhé, New Brunswick là Canada ở đây, còn đây là Ontario, nói chung là các cái bang của đấy. Còn cái bang của Mỹ thì chúng ta biết đây là coi như là nó nhiều bang lắm, Connecticut rồi những là Maine rồi những là nói chung là rất là nhiều, chúng ta chỉ biết thôi, Massachusetts, Delaware, vân vân, Virginia, thì tất cả nó là các cái 13 cái bang ở đông bắc của nước Mỹ, là 13 bang rất là giàu, là 13 bang này là
Nó đầu tiên cái cờ nước Mỹ nó chỉ có 13 cái sao thôi, là 13 cái bang này đây. Đấy. Đấy, thì sau này bắt đầu với miền Trung nước Mỹ rồi bắt đầu miền Tây. Miền Tây thì chúng ta biết là Washington State, Oregon, Nevada, rồi California hoặc là Arizona. Thì nó phía bên này, còn phía bên này là sầm uất hơn. Đây gọi là bờ Đông, còn bên này gọi là bờ Tây. Còn ở Trung thì nó thí dụ như Utah hoặc là những là Colorado, thì các chỗ này nó thường thường là nó là các cái hoặc là New Mexico, NM tức là New Mexico, thì cái khu vực này nó thông thường nó là vùng núi rất là cao, núi là nếu mà các bạn học địa lý thì nó là núi Cordillera, thì ở đây có hầm hố rất là nhiều và nó cũng gần cái xích đạo hơn so với các cái vùng phía Bắc, thì người ta các cái vũ khí hạt nhân thì người ta để ở các chỗ này. Còn các cái phóng vũ trụ của trước thì người ta thường hay phóng chỗ Florida, cái chỗ có mấy cái đảo phía đông nam của cái bang Florida đây, cũng cũng như là Virginia thì cũng có. Thì nôm na như vậy thì bây giờ là cái như suốt ngày là ông Nga ở đây mà nó cứ suốt ngày nó ở bên biên giới đây, thì biên giới nó dài dằng dặc đây, đây đấy. Nó sát nách Nga, mà trong khi Nga mà mình muốn chơi Mỹ thì ông phải bắn là thí dụ như cả mười mấy cây số như vậy. Đấy. Thì từ Nga mà bây giờ bắn sang Mỹ đây thì chúng ta thấy như này, mà trong khi đó là Mỹ mà chơi sang Nga thì ngay mấy ông phân tích này bụp ngay qua đây, bụp qua đây, này. Ba Lan bụp qua đây, Phần Lan bụp qua đây, ông Thụy Điển bà cho tôi hạt nhân với để tôi đây tôi bụp ông Nga cho dễ, thì chúng ta thấy là cái quãng đường nó rất ngắn. Còn Ukraine bây giờ bắt đầu cho vũ khí đánh vào nữa thì rồi coi như nó ngay sát nách nách rồi, tức là như là da với thịt rồi, thì cũng rất ngắn, mà trong khi ông Nga muốn bơm là bơm qua đây thì rất là xa. Hay nói cái khác là ông Mỹ nó bợp âm cái là tên lửa tầm tầm tiểu thôi chứ tôi chưa tới tầm trung, nó đã đến rồi thì ông phải chơi tầm xa hoặc là thậm chí là vượt Đại Châu nữa thì ông mới đến. Thì ông cứ cho ông nhanh là cho là 12 phút 9 phút thì bên này nó chỉ 2 phút nó bụp cái xong rồi, 1 phút như là chúng ta biết là từ chỗ Kaliningrad đây, nếu mà Nga đánh thì chúng ta thấy là tính hồi xưa tôi tính với các bạn rồi, ông nào là 1 phút, ông nào là 1 phút rưỡi, ông nào bao nhiêu là hôm trước là tôi có tính với các bạn rồi. Đấy, là các cái tính đấy không phải là tôi tính đâu, các cái đấy là của các cái thông tin của các cái chuyên gia quân sự cũng như các cơ quan nghiên cứu và các cái này thì người ta đã tính cả rồi. Thì nếu mà Nga đánh như thế này á, đấy là Kaliningrad, chứ còn nếu mà Nga đánh từ trong này ra thì nó cũng hơi xa hơn chút, chứ từ đây đánh tới thì nó gần hơn, ví dụ vậy. Thế thì nhưng mà đánh qua Mỹ thì như thế, thì bây giờ rõ ràng là tất nhiên là Nga mà đánh qua Mỹ thì chúng ta biết là thậm chí là ở các cái vị trí này bắn qua Bắc Cực này, bắn qua Bắc Cực thì nó sẽ qua đây này. Đấy, bắn cái này lên đây thì nó sẽ xuống đây. Đấy, nó sẽ xuống Mỹ đây. Đấy, thì chúng ta cứ tưởng tượng nó là như vậy thôi, ví dụ như quả địa cầu nó tròn như thế này. Thì ông Nga đây. Ông Mỹ đây. Ông Mỹ đây, nếu mà chúng ta mà đánh theo kiểu ngang đi cái đường xanh này thì đi thế này thì nó xa lắm. Đấy, xa lắm. Nhưng mà nếu mà nó là cái vòng cái quả địa cầu nó là như thế này. Quả địa cầu này thì nó tròn tròn thế này thì là bây giờ ông này ông bơm từ đây qua đây thì rất gần. Đấy, nó rất là gần các bạn nhé. Nó cái này tôi khó hơi khó thể hiện, nếu mà quả địa cầu thì quả thì rất là sướng. Đấy, nhưng mà đại khái là từ từ bên này mà bắn qua bên này thì nó rất là gần. Đấy, gần xịt rồi. Nó bằng khoảng hơn nửa đường này. Đấy là đến rồi, đi đường này này. Đường đến đây. Vẽ này cũng chưa chuẩn lắm nhưng mà có cái là chúng ta cứ biết vậy thôi. Thế thì bây giờ Nga rõ ràng là thôi thì tớ cũng tới sát nách cậu thôi, biết làm nào được. Tất nhiên là sát nách như Ukraine ấy, hoặc là như Georgia trong tương lai. Đây Georgia ông cũng đang định là coi như chơi cái màn này đây. Thì ông Phần Lan Thụy Điển mới vào rồi ngon rồi, ông Baltic ngon rồi, bây giờ là ông Ukraine ngon rồi, Belarus làm mà coi như Nga phá không không làm được, chứ không thì ông Belarus này giống Ukraine chết luôn. Rồi bắt đầu mấy ông Georgia thì bây giờ cũng đang còn cò còn cuốc cũng chưa đâu vào đâu hết. Thế thì Nga bây giờ phải giải quyết giải cái cỏ này, cái thứ nhất là giữ chỗ Belarus là giống như của mình là liên minh, sau đó ông giải tiếp cái ông Ukraine, còn nếu ông Georgia hoặc Moldova mà nếu mà tiếp tục trở thành thế mạng thì coi như ông cứ nhảy vào, thì tóm lại là Nga cứ phải đẩy ra. Đấy. Bên kia thì đẩy vào sát nách, chứ trước đây thì chúng ta biết là nó là chia ra nó cái chỗ Đức đây này, này Đông Đức Tây Đức, là bên này là Nga bên thân Nga mà bên này là thân Mỹ. Đến bây giờ thì nó vào thì sát đất Nga rồi thì Nga không chấp nhận được, mà tiếp tục là cứ càng ngày càng leo thang. Bây giờ là bắt đầu cung cấp vũ khí là bắn vào sâu đất Nga, còn vũ khí gì và sâu bao nhiêu thì nó tình hình nó lại càng nghiêm trọng hơn. Chính vì thế Nga bây giờ đã quyết định là đến sát nách Mỹ.
câu chuyện mà nó mang tầm vóc coi như là thể hiện luôn. Chứ còn Mỹ bây giờ bảo là chúng mày cứ đánh nhau, tao cứ xúi chúng mày châu Âu với Nga với Liên Xô trước đây cứ đánh nhau, rồi tao cái ngoài này tao cứ bán vũ khí, rồi tao thậm chí là bảo chúng mày xài hết đi rồi tao sẽ đưa, nhưng mà xài hết thì nó chỉ chậm coi như 6 tháng là bọn này chết ngay. Đấy, tức là rỗng tuếch ở trong kho quốc phòng là không còn gì, kể cả Ukraine vừa rồi có mấy tháng thôi mà coi như là ngơ ngác, còn đai vàng ngay thì lúc đấy anh sẽ bơm nhá, anh sẽ bán giá cao em cũng phải mua, bán ít em cũng phải mua, bán nhiều thì càng tốt, em cũng phải mua, tranh nhau mua đi chứ không thể anh hết hàng nha, thế là thằng nào cũng tranh nhau mua, thì cứ làm ra bao nhiêu hết bao nhiêu, để làm gì, để lo với Nga. lo mà thằng Nga nó sắp tới nó đe dọa cả châu, nó khợp một cái thì coi như là bay sạch rồi, chúng mày hết sức phải lo, có anh đây lo luôn nha. Đấy, thế cho nên anh này cứ ngư ông rắc lợi, là chú Sam là bán vũ khí, là cây gậy về củ cà rốt, là như vậy thôi. Đấy, rồi bây giờ là cây gậy là hù bọn này thì bọn này sợ lắm, thôi rồi anh cho ăn, cho cà rốt ăn, tôi nôm na như vậy, tất cả cái đối ngoại của Mỹ như vậy. Thế thì bây giờ Nga cứ đưa sát ra đây thì rõ ràng là người dân Mỹ phải hiểu rằng đấy, ông Putin là nói là làm chứ chưa bao giờ nói mà không làm. Chẳng qua là coi như là Medvedev nói, tức là một cách tung hứng thế thôi, chứ còn Putin thì chúng ta nhìn cái sắc mặt, lời nói là có thép ấy. Ông Medvedev nhiều khi nói câu nào ra cứng như đá nhưng mà chưa chắc là đã là cứng bằng lời nói của Putin đâu. Đấy. Thì người ta cũng có cái bài binh bố trận của ông Lavrov thì tương đối mềm mỏng một chút. Đấy, ví dụ như thế, nhưng mà trong cái mềm mỏng của ông đó đều có lời đe dọa hết. Bởi vì bên nước ngoài chúng ta thấy là 40-50 nước mà nó quay vào Nga như thế thì chịu chi nổi. Nếu không có những cái gọi là đấy là chính là tinh hoa của nước Nga. Đấy, về quốc phòng, về ngoại giao, về chính trị, về quân sự, rồi kinh tế, rồi hiện ông Mishustin chúng ta biết rồi, là nhà kinh tế có thể nói lỗi lạc. Ông Putin tìm ra được cái ông này là một cái ông cục thuế rồi của liên bang thôi, và bây giờ ông làm thủ tướng và ông điều hành là vượt qua cái đại dịch Covid, vượt qua cái làn sóng trừng phạt coi như là lớn nhất từ trước đến nay và nhiều nhất từ trước đến nay ở trên mọi lĩnh vực của kinh tế của nước Nga. Đến bây giờ nước Nga lại hình như lại đang đứng ở cái vị trí là coi như thứ tư của thế giới về GDP tính theo PPP. Để chúng ta thấy rằng là coi như cái tầm vóc của người ta như vậy. Và một cái đầu Putin thì tất nhiên là phải mấy cái trục đầu này chưa chắc đã bằng. Đấy, bởi vì các cái đầu này thứ nhất là nó không phải là cái đầu của nó. Đấy, cái não là não người khác. Đấy, cái mồm người khác. Đấy, cái nghĩ cũng người khác. Đấy, có mỗi là cái bụng là nó ăn vào trong bụng là của nó thôi. Xin lỗi, ăn rồi ỉa ra thôi chứ còn chả nghĩ được gì, mà có nghĩ mà là sai ý của anh thầy cũng không được đâu. Đấy, cho nên là rồi những thằng BD cũng làm thủ tướng, đấy, là bộ trưởng ngoại giao cũng là BD. Rồi nữ tổng thống thì coi như say rượu bắt nhà, còn nữ thủ tướng ở Phần Lan thì coi như cũng ngoại tình, rồi những nữ thủ tướng Ý thì coi như cũng là ta nặn ra mày phải nói theo đúng ý tao. Đấy, vân vân thì làm sao nó còn cái lý trí tinh hoa gì của nó nữa, nó không phải là nó nữa. Nếu để cho nó làm cho vợ con nó là doanh nghiệp gì đó cho gia đình vợ con ấy, thì có khi nó cũng là ngon lành nhất nhà đấy. Nhưng mà ra ngoài này cái là bây giờ Macron bây giờ xuống, Le Pen nó sắp lên rồi, thế là bây giờ mày có lên không? Mày cho mày lên mày phải làm đúng ý tao. Bây giờ tao nói tao rút ra một cái, bây giờ cho mày Pháp làm chủ châu Âu đấy, là bắt đầu anh hô hào Đức đâu mày nghe tao, ý Hy Lạp Tây Ban Nha sao mày giúp ít thế, là phải đưa quân vào vân vân, bây giờ scale tao bắn vào cái đất Nga luôn nữa, tao đâu ngán. Đấy, hôm qua là coi như là lại tiếp tục một đám nữa ở Chu Góp đấy, là coi như là Chu vốn chôn vùi luôn, bây giờ moi ra không biết được bao nhiêu thằng rồi, có thằng tướng tá ở trong đấy không, số lượng thì biết rồi, không dám nói, cứ là coi như là cứ sang khẩn cấp và coi như là chạy về Kharkov, rồi từ Kharkov là coi như là máy bay chuyên trở về Kiev hoặc là qua Đức, qua Ba Lan để mà cứu chữa thôi, hoặc là chôn, hoặc là nó nhậm nhẹm đi, rồi sau đó là nói dối với gia đình họ là coi như là coi như bị tai nạn tại cái chỗ đang làm việc ở Đức, Ramstein đấy, kiểu đấy, hoặc là đang ở sân bay Reskow của Ba Lan để đang chuẩn bị xuất hàng sang bên Ukraine thì chẳng may là xe nó cán chết, chứ còn bây giờ làm sao mà nói nó qua bên kia Nga nó làm thịt. Bây giờ chỉ có thằng nào bị bắt cái là nó bắt mày nói cái nọ, bắt nói kia, hoặc là tự nói ra đi thì là bắt đầu với lòi bung bét ra thôi. Còn bây giờ thằng nào chết mà coi như là im phải im thì cứ im thôi, cho nên là tức nó bắt đầu bảo đánh kiểu này đánh kiểu kia, mà cái tức này thì giận thì mất khôn đấy, lại là cái trí khôn đã ít rồi, đã không có rồi mà lại giận lên nữa là nó bắn vào thì lại là mất khôn, là bây giờ lại sợ
Bây giờ đến ông Nga mà ông đã đưa qua tới tận Mỹ rồi, chúng mày ở đây làm cái gì? Chúng mày ở đây chỉ cần cái gọi là hạn tiểu, hạn trung là chúng mày bay sạch rồi, trong vòng nói chung là 3 phút. Hôm trước là tôi tính là 3 phút châu Âu không còn gì hết. Trở về thời kỳ đồ đồng đồ đá. Nhưng mà thời kỳ đồ đồng đồ đá thì người ta còn tiếp tục, người ta cần kiếm lửa, tức là quẹt lửa hái lửa, người ta còn ăn được. Nhưng mà các ông này mà về là còn phải lui đời thời đồ đồng đồ đá, xong lại lui thêm 300 năm nữa, bởi vì là cái đất đây nó bị phóng xạ, bị ấy, cũng không trả xài được, không cải tạo đất được. Người thì coi như đã bị rồi thì còn đất cũng bị luôn, cho nên ông phải âm luôn chứ không phải là về thời kỳ đồ đồng đồ đá còn ngon. Chớ dại nha, thôi cố gắng đây, là coi như một vài tháng nữa tôi giải tán đi, mệt quá. Rồi ông Pháp bây giờ nói là bà để tao coi như là F-16 một chiếc, thì bây giờ đường Bắc đường biết là nó hơi khó hơn, tao Mirage đây tao nó hiện đại hơn ấy, rồi tao cho 5 cái đang dự tính, mà bây giờ tính tới tính lui bây giờ 5 chiếc này bây giờ bay kiểu chi, rồi bay bây giờ nó chế ra cái loại máy bay này để không không kích với nhau, tức là không đối không chứ không phải là không đối đất. Bây giờ mà bắn xuống là hơi khó, nếu bắn xuống là phải xả xả xuống thấp, mà xả xả xuống thấp thì mấy cái ông F-400 ông bảo là mày chưa bay tao đã thấy mày rồi. Thì bây giờ cũng đang cân nhắc có nên là cung cấp 5 chiếc này không. Đấy, thế mới khổ chứ. Mà ông Lavrov nói rồi đấy, ông tin rằng là phương Tây đã nghe và hiểu rất rõ những lời Putin nói. Đấy, cái vũ khí của các ông, của quý vị mà coi như đến sát chúng tôi, đánh ra chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ đánh vào quý vị và đưa vào các nước sát quý vị, hoặc là tiêu diệt những cái nước nào đó mà có các căn cứ quân sự ở tất cả trên thế giới. Chúng tôi cũng múc, chứ không phải là một mình các ông biết múc. Cái ông múc cho tôi đầy tô thì tôi cũng múc cho ông đầy thau, chứ mà tháo là chậu đấy các bạn nha. Nói đùa dai. Hiện nay thì Ukraine nó đang phát triển một số cái mô đun để lập kế hoạch và điều chỉnh cái bom trên không đấy các bạn nha. Bắt đầu nó cũng đang có vẻ ghê gớm đấy. Còn hôm rồi Bộ Ngoại giao của Nga đã gửi công hàm đến Armenia, tức là Armenia đã cử một phái đoàn ngoại giao đến cái chỗ Bucha của Ukraine để coi như là cái chỗ này gọi là cái chứng tích của coi như tội ác của Nga, nhưng mà thực tế là do phương Tây và Ukraine dựng lên, cứ gọi là thảm kịch Bucha của năm 22. Thì là bây giờ gửi công hàm, ông đến đấy làm gì? Ý ông là gì? Ông bảo ông cứ là trung lập, ông không chơi thằng này, không cần thân với tôi mà không chơi bọn kia là được rồi. Hôm qua đấy là ông gì? Ông là coi như chứng tích của Nga, tội ác của Nga, hay gửi công hàm rồi. Hiện nay thì bên Ukraine đang có kế hoạch tấn công Transnistria, đang điên quá, tức là cũng là thua phía Bắc rồi đánh phía Nam ấy, cái kiểu đấy, hoặc là cũng có thể ý đồ là cái chỗ Transnistria này thì anh cũng là có thể là bảo vệ được Odessa. Đây Transnistria đây, để Moldova đây, Transnistria đây thì anh để bảo vệ Odessa. Có vẻ như là giả vờ tấn công Nga đấy, chứ tấn công giỏi, tấn công phía Bắc này, phía Đông này, các thứ này, Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Lugansk, rồi Ben Gurion, ông tấn thì tự nhiên ông tấn gì cái thằng Chernivtsia. Thứ nhất là ông tấn cũng để có thể là giữ Odessa, cũng có thể là đòi chiếm cái ông này, nhưng không được. Bản phương Tây nó đang nói là về danh nghĩa ngôn thuận đấy, là cái Chernivtsia nó sáp nhập vào Nga là không đúng quy tắc quốc tế của cái gọi là Mỹ và phương Tây đề ra. Đấy, mà ông Nga ông bảo là đấy là nguyên tắc chúng mày, còn nguyên tắc chúng tao là thế đấy, chúng mày lôi Kosovo từ trong cái 54 ra, nó 6-7 nước đó, trong đấy chúng mày tách ra thành 6-7 nước rồi, còn là tiếp tục lôi ruột thằng Serbia ra thì chúng mày đảm bảo là tự trị nó, là có những thích sát nhập vào thằng A thằng B rồi ly khai, thì thằng này nó cũng ly khai chúng mày chấp nhận, thì 50 chúng mày không chấp nhận, mình đang chấp nhận được rồi. Thế bây giờ Ukraine đòi đánh không được, phương Tây nó mà danh cái quân thuật nó vẫn thuộc thằng Moldova, hóa ra mày xâm lược Moldova. Đấy. Moldova nó đánh thì còn khả dĩ, thì nó thì nó là đất nó, trước đây thằng này nó ly khai rồi, chứ còn ông tính tướng đánh vào đây không được, mà cứ suốt ngày là cứ nhỏ to với cái bà Sandu này, cái bà Sandu này, bà đú đởn thì chúng ta biết rồi. Đấy. Đấy là coi như là cứ đú đà đú đởn, bây giờ đánh đi thì anh làm ôm luôn cái này. Hiện nay là đang mấy tàu đang lang thang đây rồi các bạn nha. Mà sao dạo này mà nghênh ngang gớp, như mấy cái thằng Sevastopol bữa nay nó nghênh ngang vào đây là 3 chiếc rồi đấy các bạn. Còn một chiếc ông đang ở Azov thì anh có caliber là anh thích là anh bơm. Đấy, thế nhưng mà cẩn thận mấy cái thằng mà hải quân không người lái UAV này nó ghê lắm. Đấy, nhưng mà không biết tại sao. Đấy thì cái hiện nay là Moldova là phương Tây cấm nha, cấm mày không có được đụng vào đến.
Một là các anh EU, Moldova, hoặc anh Pháp, anh đang nấp ở đây. Anh Pháp thì anh đang nấp ở cái chỗ Odessa, có gì anh bay qua Moldova thì bây giờ mình làm kiểu đấy hư sự hết, hỏng hết. Nó gọi là hỏng hết xôi kẹo đấy các bạn. Đấy, cho nên là bây giờ không cho luôn đấy các bạn. Rồi, chúng ta còn cái vấn đề gì nói nữa rồi. Thì hiện nay tại Cha Sốp Gia thì tí nữa chúng ta nói là Cha Sốp Gia là các cái tướng lĩnh ở khu vực này bảo là thôi em thấy là thấy không gọi là khó qua, cố hết sức rồi. À, thì cái đấy thì để xét sau. Rồi bây giờ chúng ta đi vào mặt trận. À, mặt trận đây thì chúng ta thấy ở Sumy đây nó có một khẩu súng. À, khu vực Sumy. À, nhưng mà nó khẩu súng này nó nằm ở bên Nga các bạn nhé. Chứ không phải nó nằm ở đấy. Chứ không phải nó nằm ở bên đó, nó sát cái biên giới thôi. À, và đánh sang rồi, đánh sang rồi chứ. Đấy, là đây biên giới nó nằm đây, thì là làm tí ở đây rồi, thì là thành đất Nga rồi. Và cái này tôi nhớ là coi như là cũng đánh trước đây rồi chứ không phải bây giờ đâu. Thì là nhưng mà đánh đây đánh dẫn chơi thôi các bạn nha, chứ không phải tổng tấn công gì. Đấy, không phải là mở mặt trận mới gì, không phải. Đây là mấy anh trai làng anh qua anh, rồi anh chiếm miếng rồi kiểm soát, trở thành vấn đề. Chứ còn đánh lớn là như kiểu mấy anh này thì coi như là lúc đấy anh phải tắt tiếng ca hết cái điện tử anh chế áp xong xuôi rồi mới nói chuyện. Thì cái chỗ này thì vẫn như hôm qua thôi, nó cũng theo cái dạng nhì nhằng. Chỗ lúc Buke này thì bên Ukraine đánh vào nó cũng nhiều mũi lắm, nhưng tôi đánh một mũi tôi gọi là đại diện. Còn ông Nga thì từ Lukyansk thì cũng đánh xuống, ông này thì có hai mũi, một cái là ông hướng theo Nukushina và một cái thì ông thuộc Zelenya Nekushina, thì hai hướng này thì nó cũng là giao tranh giao lưu cho vui. Chứ bây giờ cũng giống như cầu thủ bóng đá mà không cho đá bóng thì nó không chịu được, thì mà đấm qua đấm lại nó thôi, chứ chỗ này cũng chưa giải quyết được vấn đề. Rồi bây giờ chỗ Vovchan thì cũng thế thôi. Chúng ta thấy là chủ yếu là chỗ thành phố. Ở trong thành phố này thì chúng ta thấy vẫn loang lổ như vậy. Hôm nay thì có vẻ Nga lại tiến hơn một chút nhưng mà cũng không ăn thua. Hôm qua thì chúng ta thấy là cái khu vực này nó là chéo chứ hướng này, chia đôi 50-50, mày 50 tạo 50. Nhưng hôm nay Nga đích thích tạo thích thêm miếng, thì thêm miếng thì ông cứ làm thôi, ông làm được ông cứ làm thôi chứ cấm ông đâu được. Thì hiện nay là ông làm chỗ này, thực tế là cái chỗ này thôi các bạn nha. Đó. Còn cái chỗ này vẫn lõm này, chỗ này vẫn Ukraine này. Đó. Thế là hiện nay là Nga cũng đang vẫn tiếp tục là đánh vào, đánh xuống, bên này cũng đánh xuống. Nhưng bên Ukraine thì đánh lên, đánh qua, đỡ. Hiện nay là cái chỗ này là đang tranh chấp đây. Chỗ này là ông của ông, thì xám thì tôi cũng xám. Đấy, thì khu vực này nói chung là nặng, rất là nặng đấy các bạn. Đặc biệt là cái khu vực ở giữa này, khu vực chỗ này này. Giữa thành cổ với cái khu công nghiệp. Mà là cái chỗ này là cũng là rất nặng. Tức là ông Nga thì ông có mạnh, ông pháo binh lâu lâu ông bỏ bom rồi những là UAV với các thứ thì cũng được. Còn bên kia thì nó đánh chủ yếu là coi như là UAV và bộ binh, có một số xe tăng. Đấy là khu vực Vuhan. Thì Ukraine cũng tấn công ở phía trên của cái gọi là cái túi này là cũng đang tấn công ở cái trên này này các bạn nha. Đấy, chắc là bằng UAV thì chứ còn cũng không vào sâu. Còn ngoài ra phía trên nữa thì cũng đang dùng bằng UAV hết. Đấy, thì nó trên này chúng ta có thể tắt đi đây, nó trên này các bạn nhé, UAV của Ukraine đấy đang quay cả trên này, tức là sát biên giới. Thế còn đây là cái chỗ mà chúng ta mới nói khu vực này. Rồi bây giờ chúng ta đến cái khu vực các bạn nhớ nha, cái chỗ Chu Gốc hôm qua rồi. Chu Gốc thì nó chúng ta cứ nhớ là có một cái đường đi lên các cốp, còn một đường bẻ sang bên này, ông lên chỗ coi như là đây Billy Colidiat thì lên đấy. Thì hôm qua thì bị đây thì nó đang mòi chưa xong nhá, khi nào mòi xong sẽ báo cáo các bạn sau. Tức là nó la toáng lên, ôi trời ơi, là coi như là có thằng tướng A, thằng tướng B của thằng Pháp, thằng cu Georgia, thằng cu nào đấy nữa, thì lúc đấy sẽ báo cáo các bạn sau. Thế còn cái chỗ Billy Colidiat đây thì ngày hôm qua thì cũng là bị ăn bom rất là nặng. Thì nó có cái gì không thì cũng có chứ, thì một số thằng thì đã chết tại đây rồi. Bọn em nói thật với các anh là bọn em cũng không còn người, nhưng mà bây giờ bảo là mặt trận nó đang cạn quá thì bọn em đây, lên Chu Gốc hôm qua đây để em đi các cốp, để em lên loài lên Lipsy hoặc là thậm chí là cái chỗ Zala Chip đây, Zalo Chip cũng được mà Zolo Chip cũng được mà chốt cũng được các bạn nhá. Cái tiếng Ukraine thì íp íp thôi, nhưng mà anh kia là ép
ép này, mà nó có hai cái trên đầu này nó gọi là ốp, thì có ba chốt này, và trên này nó có chỉ chốt này thì nó gần đây nó đặt bộ ốp các bạn nhé, cho nên là nó là như vậy, góc ba chép, góc ba chốt là người ta hay nhầm như vậy, nhưng mà do cái người mà nó không học tiếng Nga thôi, chứ học tiếng Nga là người ta biết hết. Rồi thì lên đây là đã bị rồi ngày hôm qua, thế là bây giờ một số thằng là thoát lên đầu, lên ý lên vua và cha đây, nhưng mà một cái là đến chỗ Billy này, đây Billy Colodias này, hôm qua lại tiếp tục một nhát đây, đau quá. Tức là tập trung, tức là khi mà anh đi cái là anh chuẩn bị anh vào mặt trận là bao giờ anh cũng có một cái gọi trạm ngưng nghỉ đấy, giống như đi ăn đi uống trên xe cao tốc tốc hành gì đấy đấy. Thì hồi xưa bọn tôi mà đi Campuchia là các bạn biết là từ ngầm Osadao, tức là cái đồn biên giới 23, gọi là đồn biên phòng 23, đi qua cái 5 cây số tới ngầm Osadao, đi thêm khoảng mười mấy cây số nữa tới cái Bung Lung đấy, là bắt đầu là ra mặt trận. Thì cái Bung Lung đấy nó giống như thằng này, nó giống như thằng này, Billy Kododiak đấy. Thì tập trung ở đây, thì hôm đấy bọn tôi ở Bung Lung đấy thì là nói chung là nghe thủ trưởng đơn vị thôi, nói sao là mình nghe vậy thôi. Thế là bảo vào ăn, ăn xong là trong đúng 15 phút là bắt đầu là tản ra ngay, tản ra thế là mỗi ông một bìa rừng, ông đơn vị A và cái bìa này, ông B đi bìa kia, chứ không phải lúc nào cũng tập trung đông hết. Nhưng mà cái lúc mà bọn tôi vào ăn rất là đông, chứ không phải là chỉ có là một trung đội hay là một đại đội gì đâu, là vào ăn rất là đông. Thế vào ăn xong cái là biến ra, nhưng mà có những cái lúc nó phải lên cả tiểu đoàn, trung đoàn ở đấy. Đấy, sau đó với tán tất cả đều về cái điểm đấy, mà đều về cái điểm này, ngã ba ngã tư tất cả về đấy rồi lên biên giới. Thế là coi như là chúng ta thấy là ngày hôm qua là cái chỗ này cũng cái điểm tập trung giống như chỗ Bung Lung Campuchia trước đây, thì là coi như hôm qua bị đầy hơi đau đấy, cho mấy cái thằng thoát chết rồi, tưởng đâu là này, mấy thằng đi ra mặt trận này thì mấy cái thằng mà chưa ra mặt trận thì chết trước đấy, còn mấy thằng này ra mặt gần tới mặt trận thì cũng chết, còn thằng nào còn tiếp tục đưa tới được vô vừa tràn này thì cũng chết luôn. Nói chung là cứ ngày là cứ ngàn rưỡi em cứ đánh Nga, cứ chậm chậm một tháng thì nó chết 45.000, mà nó chậm chậm hai tháng hết 90.000 tiêu hao đấy, trong khi nó móc từng người một, nào thì thằng tù nào ra luôn, bắt được cái thằng nào đang trốn ở biên giới vượt biên chụp cổ nó về đây, mấy cái thằng mà coi như là mà thương binh mà bị có mới có một mắt thôi, bị bắn một mắt thôi thì còn một mắt mày vẫn thấy đường, cho mày ra luôn, thì đấy cứ gom hết ra đây rồi chết dần chết mòn thôi, tiêu hao mà chiến thuật mà cứ thế mà làm. Cho nên nhiều bạn cứ nói là sao Nga mà đánh mãi đánh hoài chả được bao nhiêu hết, đánh tiêu hao mà đánh cho đến khi nào không còn thằng Ukraine cuối cùng, rồi đánh khi nào mà coi như tâm phục khẩu phục, đánh đến khi nào mà Mỹ với phương Tây mà thôi đánh không lại thằng gấu này rồi, chịu rồi, nó tát cho một cái, nó vả cho một cái thì đi, chứ còn bây giờ nó chả đánh, nó cứ gãi ngứa nó cứ một nó chọi ba đấy, mà còn đánh không lại nó thì đến khi mà nó lại 10 chọi một thì lúc đấy chịu chi nổi đấy. Cho nên là thôi cứ để đánh cho vui thôi, chứ các bạn cứ bảo là phải giải phóng, phải chiến thuật kém quá, tướng coi như tài mọn quá, không đúng đâu. Nó cũng có những thằng ăn, nó cũng có thằng mọn, nhưng mà nói chung là đây nó là thuộc về chiến thuật và chiến lược của Nga rồi, cho nên chúng ta cứ yên tâm, cái từ từ là chúng ta cứ gặm thôi, chứ còn khó. Bây giờ cứ muốn ngay thì khó lắm. Thì các cái khu vực này, đặc biệt là cái chỗ này chúng ta thấy đen đen, đây là cái sông, cái hồ đây, thì cái chỗ này là tiếp tục là đánh các cái cầu và các cái đập, là nói chung là nếu mà có tiến đến là cái chỗ này là tắc để em làm cầu, xong lại khi nào khánh thành cầu Nga lại bơm tiếp. Nga được cái là cứ là được cái ngày khánh thành cầu ngay là Nga là bục. Cứ mỗi lần là chúng ta biết làm cái đập cái cầu và qua cái sông lớn nó cũng phải là, tất nhiên không phải toàn cái cầu, nó không phải toàn tuyến, mà nó gãy cái đoạn này thôi, thì coi như là cái chỗ này là ông làm được 100 ngày, làm xong đến ngày 100 ngày thì là Nga cứ đếm là đúng ngày thì là tớ bục thế thôi, xong lại tiếp tục lại làm 100 ngày nữa. Thế bây giờ đi làm vòng qua cái chỗ khác, là qua mấy cái kênh rạch thì nó làm cái đường nó đỡ hơn, tầm 10 ngày hoặc 30 ngày là xong, thì làm xong tớ bục. Đấy. Cho nên còn cái anh nào mà còn lọt được qua tới và cái túi pháo này thì cũng bục. Đấy. Thế mà chơi thôi, chứ còn cứ đánh đi. Bây giờ chúng ta xuống khu vực này, Kupian. Kupian ở đây đánh cũng ác phết. Petropavlovka đánh xuống đây, đóng xuống đây là ông nào? Ông Kulyarovka và ông Kislovka. Còn ông trên này Zahine mà rõ hơn nữa thì ông Ivanovka. Đây ông Ivanovka đây. Đấy thì chúng ta cái này thì tôi, bạn nào mà theo dõi kênh này lâu thì các bạn biết đây nó có cái đường nó vào Olianska. Thì cái đường này bây giờ anh Nga anh đang rung răng rung rẻ ở đây rồi.
Nhưng mà còn cái đường to to đùng này nữa thì coi chúng ta thấy là con đường này thì anh cũng đang cố gắng để mà cũng rung rung rẻ rẻ để mà vào chỗ Kubian đây. Đây là phía tây Kubian rồi. Đây là hữu tả ngạn của sông Oshkosh. Thế bây giờ bữa nay thì hôm nay anh có đánh được không? Ivanovka đánh được, dạ báo cáo anh được. Đến Stepova được chưa? Dạ chưa tới nhưng mà cũng sắp đến rồi. Cái chỗ này thì em xin lỗi là em lấy xong chỗ này thì từ cái chỗ này lên đây là 8 cây. Đấy, tới cái chỗ này 8 cây thì xong được cái chỗ này là được cái ván này rồi. Cái đấy cái chuyện các tự tính nhá. Đấy, nhiệm vụ thì giao rồi. Còn cái Koliarovka thì anh cũng đang tiếp tục tiến ra. Anh này đòi ra cái đường này, đường to này đấy. Anh Kisarovka, dạ em ra cái đường này đây. Anh còn nếu mà trong trường hợp mà lấy xong cái Stepova này rồi thì cứ làm khung trời này cho anh. Khung trời này là còn mỗi cái chỗ này là có chữ của màu xanh thì anh sực cái anh sực xong cái này. Được xong chỗ này là bắt đầu Pisane. Từ Pisane đấy thì tới bờ sông thì chả còn mấy. Karovka đây thì chả còn mấy. Thì các anh cứ lo cái khu vực này cho anh. Rồi bây giờ chúng ta xuống tiếp. Tiếp dưới này thì đánh hơi chậm đi các bạn nha. Cái chỗ này là có một số bạn hơi nóng ruột bảo là ở đây cái chỗ Lugan xong chưa? Lugan nó vẫn còn chừng này. Chưa xong, nó xong nó xong nó xong mà nó xong ra tới đây thì các bạn. Cho nên cái chỗ này mà làm chi? Đó, nhưng mà cái chỗ này nhưng mà cũng phải nói là view nó ra còn bao nhiêu không? Đất thì không nhiều lắm. Đấy, nếu mà đầu tư lô liếc các bạn cứ ra ngoài này. Đấy, cái chỗ này thì lượm 30 giây còn mỗi ông Stel Makhovka này thôi. Còn cái ông chỗ Novosinka ở trên này bụp xuống, ông này đang bụp ra. Cái chỗ này thì mấy lắm chứ còn mấy cây thì làm gì đó, còn cái chỗ này thì Rairovka, còn cái chỗ khu vực này là Terni Nevskaya, đây là Terni đây rồi, Nevskaya thì cũng đang đánh mà kết quả đang đánh để cố gắng đánh lên trên này tương tác với anh trên này. Đấy, cái chỗ này thì quá khe hẹp không sao hết. Đấy, thì cái chỗ này thì có cái gì đâu, còn mỗi cái ông này đúng là đang khó khăn. Đấy, nhưng mà có lẽ là chiến thuật gì đây thôi chứ còn vì một cái ông này mà coi như Lugan không được giải phóng hoàn toàn thì nó cũng vô lý quá. Đấy, cái này nó đang chiến thuật gì đấy các bạn nhé. Đấy, thì chúng ta biết rồi. Đấy, tất cả các cái khu vực Senkova, đấy, cái chỗ này là cái chỗ là Nga đã cắt cái cầu này rồi, không qua được rồi. Đấy, cái cầu. Đấy, còn cái chỗ Barova thì ở dưới này thì chúng ta thấy là cắt rồi. Thì cái chỗ này thì không có lý do. Cái chỗ này thì Nga chưa cắt cầu này nhưng mà Nga đang tức là khống chế về mặt hỏa lực. Đấy, trong tầm hỏa lực của Nga thì không qua được. Cái chỗ này thì nói chung là về nó gọi là cho nó thằng Nga nó tức tí thôi, Ukraine làm cho tức tí thôi chứ còn đánh quả nào thì chạy quả đấy, nhưng mà cứ để cho nó qua tiêu hao mà nó qua lại đánh, nó qua lại đánh không giải phóng nội kiểu thế chứ có phải là bây giờ mới làm nào được. Rồi chúng ta đi xuống cái khu vực chỗ Sivet. Sivet hôm nay đánh chậm lắm, chỗ ông Spirne này đánh hoài không được cái mỏm này, cái chỗ này là không được cái mỏm này, tốn rất nhiều hay là cũng là cái chiến thuật tiêu hao hay không thì không biết, nhưng mà cái chỗ này chậm quá. Còn Rastorovka đây thì hôm nay cũng tiến hai mũi cũng chắc là 1-2 ngày thôi nhưng mà thấy cũng hơi lâu, không chiến thuật gì không. Còn cái khu vực này thì cũng chiếm được rồi, cái mảng trên này thì tớ vẽ qua đây thì thoải mái rồi, chúng ta thấy cũng có cái gì đó, nó chẳng có chữ nào thì ruộng thì tôi chiếm chẳng lúc nào chả được. Cái ông này thì lên tới cái chỗ mà tới ga đây là thấy rừng chưa thấy đâu hết, cũng đang đang cố gắng gọi là liếm hay là lấn gì đấy cũng được lại ở đây, còn ông này thì chả được, ông này đánh kém quá. Cái chỗ này vậy thôi, nói chung như hôm qua ông Ferroka thì chúng ta biết rồi, đây là cái đường bộ đi lên Siret, còn ông này có cái đường sắt đi lên Siret và ông này có đường sắt đi lên Siret, và trên này nó có cái ông nó gọi là Varokamianska cũng có đường sắt đi lên Siret. À, thì ông này thì ông lấy mỏ than mỏ đá đây ông đi vào. Rồi ông cha xuất ra, ông cha xuất ra thì lúc nãy chúng ta cũng có nói sơ, tức là anh một cái anh tướng đá thì anh phụ trách khu vực phía đông của cái canal, tức là cái kênh này, đây, một đây là 1, 2, 3, 4, 5, tức là năm giống con bạch tuộc đó đó. Thì trong đó là cái phía tây của kênh này thì nó là cái trung tâm, là chúng ta biết rồi, là cái thành cổ, cứ ôn lại các bạn nhé. Đấy. Thì còn cái phía đông này thì bây giờ nói một cách chính xác là như thế này. Trên phía nam này thì chỗ chỗ mà qua cái kênh này cũng rất nhẹ nhàng, có một số cái kênh thì nói là đã qua cái kênh này, có một số lại bị thụt lại đánh tới đánh lui chỗ này phía bắc, nếu được cái chỗ này thì móc xuống đây thì ngon quá. Còn phía nam này thì nó là rừng rừng liên liên rừng với nhau, thì thực tế là Nga đang trốn ở trong này rất nhiều, à xin lỗi gọi là đóng đóng gọi là nó gọi là gì trú quân, à, trú quân thì nó hay hơn là nấp, trú quân, à, đồn trú. Đấy, để chuẩn bị đánh lên cái anh thành cổ này.
khu vực phía đông này, khu vực 1 thì các anh đang chạy tán loạn rất nhiều, nhưng mà chắc chắn là chỉ huy lo chạy trước để mà còn điều hành chiến đấu chứ. Còn bây giờ mình chỉ huy chết thì mất đầu à? Thế là chỉ huy lo chạy trước, chạy về thành cổ, chạy về cái chỗ trung tâm ở khu vực 2. Đây, đây khu vực là khu vực 1, đây, khu vực 2, khu vực 3, 4, 5. Đây, gọi là 5, 5 khu phố, gọi, chúng tôi gọi là 5 khu phố của Trà Xuân Gia. Thì hiện nay cái anh tiền tiêu đây, thì để tiêu hết tiền rồi. Nói chung là anh bảo là em cuối sức rồi. Thế bây giờ là vấn đề là cái giờ nào các anh nói để em về, chứ còn bây giờ ông rát quá. Thì tỷ lệ ở đây nó là tầm như thế này, tức là ông Nga thì ông chỉ mới là được 40 50%. Nếu mà 50% là toàn bộ là của Nga, còn ông này thì là coi như là còn có 5% thôi. 5%. Thế như vậy là còn 45%, 45 phải vẽ ở đây mới đúng này, 45%. Thì nó là sàn. Tóm lại, ông Nga là 50% kiểm soát hoàn toàn, 45% ông đang ưu thế, đang đang giao tranh ở khu vực đó. Còn ông này thì giữ chắc chắn là còn có 5% tại Trà Xuân Gia thôi, còn 45% đang giao tranh mà Nga chiếm ưu thế. Nếu mà nói mà Nga mà gọi là sức một cái thì là được 95, thằng này còn 5 thôi. Hay còn nếu mà đây mà lại nó đang 100%, Ukraine đang 100%, bây giờ còn có 50%, bây giờ đang giao tranh cho 45%, còn đang nấp về 5% mà lại sức lại 45 này, sức lại 100 này thì hơi bị khó. Đấy, thì tóm lại chúng ta thấy là chúng tôi đã cố hết sức, và các đồng chí sĩ quan chỉ huy thủ trưởng đơn vị anh hùng núp trước đấy, núp trước, còn chúng mày mấy thằng què thằng cụt ấy, coi như cứ cho mình cứ ở đấy, cứ lâu lâu mình bắn để cho nó biết là vẫn còn đang có lực lượng dự trữ ở đây, đang coi như là cố thủ đây đấy, rồi chúng mày về với đất luôn, nằm đây mãi mãi, còn anh đi nhá. Đấy, tình hình Trà Xuân Gia rất là khó khăn. Rồi bây giờ chúng ta đi xuống cái khu vực ở phía dưới này, Trà Xuân Gia, cái chỗ nó gọi là gì, nó gọi là Ocherestina, Novo Oleksandrovka. Đây Ocherestina bữa nay ấm cật rồi, trong ngày rồi. Còn khu vực thế này cứ thế lên lên cho anh cái. Đấy. Một thằng thì cứ lo cái Novo Oleksandrovka cố gắng lên. Đấy. Đánh này đánh hơi chậm đấy, nhưng mà thôi cứ chiến thuật anh bảo thế cứ thế. Còn cái khu vực này lên Kalinovka thì chúng ta biết là cũng đang cứ thế tại bên này nó nấp gần qua tới đây rồi. Thế là cái chỗ này lại tự nhiên lại móc thêm cái chỗ này. Đấy. Tức là theo hướng anh này đây. Anh này theo hướng cái này này, còn anh này theo hướng Kalinovka về. Còn cái chỗ này cũng phải chắc một cái, tại vì cái chỗ nó pháo đài nó lâu lâu nó thọc xuống từ Kalinovka về, nó thọc xuống nó muốn nó mất cái Arkhangelsk này, nó điên lắm. Cái chỗ này chúng ta thấy cái pháo đài này, pháo đài xây dựng chắc chắn bây giờ thì nó thuộc về Nga quản lý rồi, điên lắm. Cho nên là cái chỗ này chúng ta thấy cũng mê hồn trận, trông cũng rất là ác, có bốn khẩu súng bốn bên, tức là gì, tất cả các hướng là các anh đang có càng mắt càng xài. Nhưng mà cái chỗ mà cái đường đây thì chúng ta biết được đường này nó sẽ là cái một cái đường sắt và cái đường bộ, nó sẽ tới Pakrovsk. Nhưng mà Nga bây giờ chưa mơ đến cái chỗ Prohia này thì làm sao mà đến Pakrovsk được. Thôi thì cứ lo cái khu vực này, xóm này cái đã. Ta cái ao làng này ta phải làm cho xong cái ao làng này, muốn nói chuyện. Ông này lên đây để em dùng mục đích gì? Để ở mai mốt ông đánh xuống đây tôi cái. Ông này là Sokin thì hôm qua chúng ta nói là qua rồi. Thì bây giờ đang tiếp tục đánh Vaskot tôi cái. Xong rồi hai ông này thì bắt đầu còn cái chuyện ông Novo Pakrovsk thì đương nhiên rồi, và cái mục đích cuối cùng nó vẫn là cái thằng Novosilovka. Đây Novosilovka đây thì chúng ta thấy là nó lúc đấy là Nga sẽ lấy hết tất cả. Còn riêng cái chỗ Uman này thì Nga cũng bảo đang hỗ trợ. Đấy. Thay vì Uman đây thì Nga là sẽ đánh xuống xuống ra đây để đánh xuống cái ông Jasno Pakrovka dưới này. Nhưng bữa nay thôi ông lo ông một phần lo lên cái chỗ Novosilovka thôi, cái trên này nó hơi cằn này nhá. Rồi thế thì hôm nay thì hôm qua thì chúng ta đã nói rồi, cũng Jasno Brodovka này á thì nó Nga đang nhử vào thì nó cũng là vào khá đông. Thì đây, hôm qua thì chúng ta nói hôm trước này, hôm trước thì chúng ta nói là nó chạy theo cái hướng chạy về cái hướng này, chạy về cái hướng mà coi như là về cái đập này, và Nga thì đang giữ ở cái chỗ đập này, thằng nào qua thì chết. Thế bây giờ thế thì tớ biết rồi, tớ sợ quá, tớ sợ nếu mà tớ chạy thì tớ chạy theo cái hướng này. Đấy, hướng này hoặc là cái hướng mà bây giờ đang tiếp viện, tức là Skuchne này, thì tớ cũng hướng này tớ tớ sẽ đến tớ tiếp viện cậu.
À, nếu trong trường hợp thằng nào thằng chết, thằng thằng bị thương ấy thì cứ đưa về về hướng này cho anh. Đấy nó cũng ven 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 cái sông các bạn nhé. Đấy nó gọi là cái sông, nó có cái gọi sông cũng là vô xa đây, River. Đấy còn đây là cái hồ lớn. Đấy, còn lại thì coi như còn bảo sếp cứ bảo là phải cố chiến ở cái chỗ này, cố giữ chỗ này. Thì nếu mà vào đây thì đúng đúng ý của anh Nga rồi. Thì các bạn biết nó to đùng như thế này nữa, còn còn hy sinh hết cả, thì còn mỗi cái hẻm hẻm này có gọi là một cái xóm này mà bây giờ nó cứ là có những tinh tướng cũng đòi chiến đấu, đòi cố thủ, đòi lấy lại vân vân, thì đúng anh Nga rồi, hôm qua là coi vào đây là bợp cho mấy cái thằng mới mới tiếp viện vào đây hơi khá nhiều, còn mấy thằng bị thương mới lại ấy là đâm ngon đấy, là ra được là ngon, cứ xe chở quân đến thì xe chở thương ra. Đấy, cứ thằng quân coi như gọi là hoành tráng hơn thì có sức khỏe thôi, chứ mấy ông này cũng già lắm rồi, còn người đâu. Đấy, chụp vào trông hom em lắm, toàn bốn mấy trở lên, mà chúng ta biết là bên đấy mà 20 trông nó đã lớn rồi, mà đến 40 thì nó gấp đôi râu ria trông chán lắm. Thì cũng vào đây thì là đâm ra là mấy ông này lại coi như là vào đây là coi như là ăn đạn, còn mấy cái thằng thương binh này ra là ngon. Đấy, cái chỗ này cái gọi là Nga bây giờ cũng để lại một tí, để lại một tí để cho chúng nó vào. Thì đây là một trường hợp như vậy. Rồi đến xuống phía dưới này, phía Krasnogorovka thì hôm qua cũng có, hôm qua đoàn xe của Nga tấn công ở cái hướng này lên này, này cái hướng này lên, cái chỗ cái góc này chúng ta biết rồi, cái góc này là cái chỗ giao tranh rất nhiều. Hôm qua Nga đến đây thì bị cái UAV của nó tấn hơi khá đấy các bạn, tôi thấy cũng rất nhiều chiếc đấy, và cái chỗ này chỗ giao tranh xưa nay chúng ta biết rồi. Đấy, Nga nếu mà giải quyết được cái chỗ này coi là coi như hết. Còn cái khu vực này thì đông con nhưng mà rẻ tiền, thì toàn khu dân cư thì nó không có gì ở đây. Thì ngày hôm qua là coi như là Nga đang tiến lên đây thì coi như là thấy rất nhiều xe đã bị thui rụi ở khu vực này. Đấy, nhưng mà cuối cùng Nga vẫn tiến được vào đây. Đấy, nếu mà tiến được vào đây thì chỗ bọn này thì nó chỉ có con đường chạy là như thế này, nó chạy trốn thôi. Còn cái khu vực đây công viên thì hôm qua chúng ta nói rồi, Nga đang coi như là cố gắng nóng ra là coi như cái cắt đứt ra, nhưng mà cái chỗ này tôi thấy là đánh hơi lâu hơi khó. Ngoài ra thì bên Nga thì hôm qua cũng tấn công vào cái khu vực bên này, cũng đang có vẻ như lấn được lên trên này. Nếu mà lấn được trên này á, chỗ này xưa nay chưa bao giờ làm được, thì tôi thấy là bây giờ có một cái vệt đỏ đây rồi, tức là đã chiếm được cái khu vực này lên đây. Nếu lên đây được thì khóa cái anh này trong này chả đi đâu được, đây là núi này, đây là Nga này, dưới này Nga này, biển lên đây Nga nữa thì có ông ở trong này nó cũng thôi nằm nằm luôn đây thôi nhá, chứ đừng có đi ra đi vào, ra đây cũng chết, ở đây chiến đấu rồi nằm nằm tại đây muôn đời. Rồi bây giờ chúng ta đi xuống cái khu vực phía dưới này, chỗ này cũng tạm tạm, chủ yếu cái ông Krasnogorovka hôm qua ông cũng có ra đi ra cái đường sắt này, đấy, đúng là vẽ ra được tới đây này, tôi quên rồi. Đấy, ra đường sắt này ông ra đây là bục xuống, đấy, bục xuống là tương tác với Georgi, Georgi để lấy thành maximum này, đấy gọi, tôi cứ gọi là Maximasanoka chính xác là như vậy. Thì đấy là Nga là đang đi như thế này thì nó đi cũng hơi chậm, đấy chúng ta thấy chậm lắm đường sắt. Chỗ này cũng không có gì đâu, Barbara cũng không có gì, Konstantinovka thì hiện trạng cũng nhì nhằng chứ đâu. Nhưng mà cái vùng đất này thì chúng ta biết là cái ngày nào cũng đếm từ tí một tí một tí một tí, mà bây giờ tôi thấy nó cũng gần cái đường này lắm rồi. Đấy. Còn riêng cái chỗ mỏm Vremica đây, mỏm Vremica đây, Vremica nó hay có khác khác là Velika Novosinka cũng được. Đây có 6 cái đảng hồi đấy mất 100.000 quân đây, trong vòng 6 tháng bây giờ thì Nga lấy lại, chúng ta thấy là đã được lấy được Staromajerska và cái chỗ Urasne thì có những tương ứng thôi, nhưng mà hiện nay thì Nga bỏ bom đấy rất nhiều. Đấy. Rinopin, các cái khu vực này nó trống trống là nó không có một cái gọi là làng xã, không có đồn trú gì hết, thì Nga đang muốn lấy cái chỗ này, thậm chí lấy cái chỗ này còn nhanh hơn là cái mấy ông mà có làng xã đây này. Đấy, mấy ông làng xã thì hiện nay Nga đã xong cái Staro, bây giờ đang đang cố gắng tiến lên cái chỗ phía trên và đánh qua cái sông, thì là sẽ qua Urasne, sau đó là cùng tiến. Thì chỗ Makarovka đây, chỗ này là cái chỗ mà có thể nói là nó pháo đài nó tốt hơn chỗ Storozhevo và cũng Nekuchina, thì nó chỗ này nó không có bằng cái chỗ này. Nói chung là tiến đến chỗ này phải cho chắc, cho nên Nga bây giờ sẽ đánh cái khu vực bên này song song cái đường này lên đây. Thì các cái chỗ này thì trước khi Nga đánh thì cũng đã tặng hết tất cả quà hết rồi, cái cầu cống là sập 3 cái ở đây rồi, tức là 3 cái tuyến này, cái chỗ cầu đây là 1, cầu đây là 2, cái chỗ cầu đây 3, cái cầu đã sập hết rồi, nói chung tiếp viện là hơi bị khó.
ấy thì cũng đang nháp nháp rồi cũng sẽ lên thôi. Thì hôm trước là các anh làm 6 tháng thì hôm nay tôi làm 2-3 tháng gì cũng được, nhưng mà miễn là vừa là thắng mà vừa tiêu hao đấy, thế là tốt rồi. Rồi chúng ta bây giờ chúng ta đi đến cái chỗ khu vực Kurinki. Đấy, Kurinki cái chỗ này thì cũng không có gì các bạn nha. Đấy, cái chỗ mà chúng ta xuống sông. Cái chỗ này thì Tihanka bên này thì bị suốt thôi, hôm qua lại trúng một kho đạn và trúng luôn cả một số tên là đang tập trung chuẩn bị vượt qua sông. Mà qua đây làm gì, qua đây thì chết chắc rồi, mà bây giờ chưa đi đã chết rồi, thôi được chết bên bên khu vực Ukraine kiểm soát thì cũng được. Vậy thôi, thì ngoài ra cái chỗ Crimea này thì chúng ta biết là hôm qua là bên Ukraine đã đánh vào cái chỗ Krasno, Parakopsk và cái chỗ Zapatoria ở phía dưới này, cũng là thiệt hại một số. Còn riêng cầu Crimea hôm qua cũng đã bị tức là nghẽn, tức là không 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 cho đi. Còn tàu Nga thì chúng ta cũng biết rồi, ngày hôm qua cũng đang ở đây 2-3 chiếc, và trong này ai số một chiếc thì có Kalip, thì tất cả sắp tới sẽ là như thế nào thì chúng ta cứ tiếp tục theo dõi thôi. Thì tình hình hôm nay nó chỉ có vậy, cũng xin thảo luận với tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại. Bye bye.